thêm khúc ớt nãy này. Mình thì khoái ăn cay, cuốn một cuốn như thế này tuyệt vời gì đâu. Chào tất cả mọi người, bữa nay là mình ăn với mắm tôm chua ngọt nha. Đây, đây là mắm tôm chua ngọt đó. Khẩu mắm tôm chua ngọt á, một khẩu như vậy là 500g nha. Bữa nay là mình ăn kèm với thịt luộc nè, rau sống, dưa leo, chú chát nữa nha. Đó, sầu đâu thôi, mời tất cả mọi người ăn cơm với mình luôn. Mình sẽ thử một con nha. Cái vị nó chua chua ngọt ngọt, ớt cay, cái vị cay nhã nha. Tôm ăn rất là già luôn, thịt tôm rất là dẻ. Cái này là mình sẽ ăn kèm với rau nha. Đây là cả salad, đồ sống nè, tía tô, đồ thơm, sầu đâu, dưa leo nè, mình để vô dưa leo, chú chát đó, mình kèm vào một miếng thịt ba gọi luộc, cho vào một cuộn tôm đó, tôm này tôm bự luôn nha, trái ớt luôn nha. Một cuốn này là đủ tất cả luôn nha, mặn ngọt đắng cay đều có hết đó. Mà tất cả mọi người nha, chấm một miếng nước mắm. Đúng là ngon lắm. Cái này ăn rau không cũng ngon, cuốn rau vậy đó. Quá ngon. Trời ơi, rau ăn kèm với thịt luộc rút đúng là tuyệt vời. Dưa leo nè, chua chát, kèm miếng thịt nữa, cho vào miếng tôm. Trời ơi, rất là tuyệt vời luôn ta. Miếng tàu pháo cái này có tỏi không? Ăn miếng tôm vô cũng ngon rồi, chua chua ngọt ngọt. Tôm hết hồng không? Ăn tôm vô thịt nó dai nè, nó giả khắp à.